Đây là xe hơi đây. Các bạn thấy không? Sửa rất là ok nha. Đây, rất là ok nha các bạn. Rồi, giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng chiếc máy mini Kogoro này để mình rửa không chạm nha. Thì các bạn chỉ cần mua thêm một cái đầu bi này. Thêm một cái đầu bi này. Ổ này là ổ 17 nha các bạn. Đấy. Sau cần thiết thì các bạn mua thêm cái súng nữa. Súng. Và một cái bình rửa không chạm này, một cái đầu rửa không chạm. Thì đây rồi. Ta chỉ cần chế vô đây. Chỉ cần một cái đầu răng ở đó là chế vô thôi. Đó, ta gắn vô. Đấy. Đấy, đầu này thì ta gắn vô rồi. Thì bây giờ tôi sẽ test cho các bạn coi nhé. Test trên chiếc xe này nhé. Bật máy. Đây, đây. À, các bạn thấy ok không ạ? Đây chỉ cần một chút dung dịch thôi, mình có thể là rửa cho hai chiếc xe. Rồi, ta có thể rửa xe hơi nhé các bạn. Đây là xe hơi đây. Các bạn thấy không? Rửa rất là ok nha. Đây, rất là ok nha các bạn. Rồi, khi ta xong, ta chỉ cần này, tháo này, tháo bỏ ra bộ béc của máy cao áp nha các bạn. Một béc máy cao áp thường có 4 béc. Đây, béc 0 độ này, béc 15 độ, 25 độ và 40 độ. Còn cái béc này béc tích cây nha các bạn. Béc này sử dụng dịch chứ không phải tích cây. Và bây giờ tôi sẽ test từng béc một cho các bác coi nha. Đây. Thì chiếc máy Kogoro mini này á thì nếu mà ta chỉ cần một tí, một chịu khó ta chế ra một tí thôi. Thì ta có thể rửa dung dịch không chạm này. Rồi bây giờ ta xài được tất cả các loại đầu béc này nha. Đây sẽ test cái béc không độ cho các bạn coi này. Béc không độ là béc màu đỏ nha các bạn. Đây. Rất là mạnh. Đây, các bạn nhìn này. Bây giờ đâu? Đây là chiếc béc không độ nha các bạn. Đây. Đấy, rửa xe. Và bây giờ béc 15 độ. 15 độ. 15 độ thì đấy. Các bạn thấy không? Rửa xe rất là êm ái. Rất là ok nha các bạn. Đây. Đó 15 độ các bạn thấy không? Thì rất là ok. Bây giờ tôi sẽ test béc 25 độ cho các bạn coi nhé. Béc 25 độ. 25 độ. Đây. Khi ta rửa không chạm nhé các bạn thì mình dịch xịt dung dịch không chạm lên và khi mình rửa lại á cái tầng không chạm này á thì mình không phải đụng tay vô mà cho nên á ta chỉ cần xịt lại này đó. Khi các bạn xịt lại á các bạn nhớ xịt gần vô một tí này cái cách khoảng 35 cm xịt vô là ok. Đó.
Đây là chiếc béc 25 độ nha các bạn. Rồi mình sẽ test béc 40 độ luôn nhỉ. 40 độ đây. 40 độ. Đây. 40 độ cũng rất là ok đúng không ạ? Đây. Đây khi các bạn chỉ cần mua một chiếc máy này về, các bạn có thể là phục vụ cho cả gia đình mình, anh em nhà mình và tất cả mọi người. Nếu mà cần rửa xe thì chúng ta chỉ cần mua chiếc máy này về, ta mua thêm một bình dung dịch không chạm nữa thì ta có thể là rửa xe cho gia đình mình được rồi. Đây. Rồi, nếu như các bạn có quan tâm đến sản phẩm máy rửa xe mini của công ty Tahico thì các bạn hãy vào trang web công ty tahico.vn hoặc các bạn liên hệ theo số điện thoại bên dưới để các bạn kinh doanh tư vấn cho bạn được rõ hơn. Rồi, chào các bạn.